Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ 6, ngày 16 tháng 8 năm 2019 thì chúng ta có mặt ở đây, ở ngay phía trước của Tòa Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin. Và đây vốn là một tòa nhà thuộc công đoàn của Cộng hòa Dân chủ Đức. Và sau khi nước Đức, Cộng hòa Dân chủ Đức sụp đổ, tức là thể chế cộng sản tại Cộng hòa Dân chủ Đức chấm dứt, thì Trung Quốc đã mua lại cái tòa nhà rất lớn này và họ đã cải tạo thành một cái khu giống như pháo đài ngay ở giữa thủ đô Berlin. Và ở đây có hàng trăm cán bộ ngoại giao, an ninh, tình báo và nhiều cái bộ phận khác để hoạt động trong thời gian vừa qua. Và liên quan đến Việt Nam và Trung Quốc thì gần đây các bạn cũng đã biết đã xảy ra cái sự việc mà tàu Hải Dương 98 đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và họ đã liên tục tìm mọi cách để thăm dò khoáng sản dưới cái vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Và không những thế mà tàu Hải Dương này đã đi cùng với rất nhiều những cái tàu hộ tống khác mà có lúc lên đến 80 chiếc. Và đó là bao gồm cả những tàu dân quân mà Trung Quốc, và theo như thông tin báo chí quốc tế đã đăng tải. Và hôm nay là ngày thứ 3 liên tiếp thì tàu Hải Dương 8 đã quay trở lại cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đây là hình ảnh mà các bạn có thể tham khảo trong cái thông tin mà chúng tôi sẽ đưa ra tiếp ngay sau đây. Với cập nhật ngày 16 tháng 8, hành trình hoạt động của tàu Hải Dương 8 kể từ khi nó quay trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào ngày 13 tháng 8. Và nếu phóng to ra các bạn thấy cái hoạt động của chiếc tàu này rất rõ ràng và cụ thể với cái hoạt động 3 ngày liên tục trong thời gian qua. Đây là chia sẻ của ông Phó Giáo sư Mathison giảng dạy trong trường Đại học Hải quân Mỹ trong thời gian vừa qua. Liên tục ông đã cập nhật những thông tin như vậy và báo chí trong nước cũng đưa nhưng mà rất dè dặt và thậm chí có nhiều thông tin đưa không đầy đủ. Và các bạn hãy vào tweet của ông Mathison để có thể tham khảo được những cái thông tin chính xác và kịp thời nhất để phục vụ cái việc tra cứu thông tin. Và không những thế thì ngay ngày hôm nay thì theo cái thông tin của ông Phó Giáo sư Mathison thì Trung Quốc lại tiếp tục điều một cái tàu nữa ra ngoài, đó là tàu hải cảnh số 46111 được điều để tiếp để hộ tống tàu Hải Dương 8. Và chiếc tàu này đang trên cái đường đi ra ngoài cái khu vực mà thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nơi tàu Hải Dương 8 đang tiếp tục thăm dò ở vùng đó. Và đây là cái điều rất tệ hại, bởi vì như vậy là Trung Quốc liên tục đưa ra những cái tàu để hăm dọa Việt Nam và họ dường như là không coi những cái công hàm của Việt Nam phản đối là một cái điều mà cần phải coi trọng, mà ngược lại họ đã liên tục lấn tới và tiếp tục xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Sở dĩ có cái chính sách leo thang này tiếp tục được nhà cầm quyền tại Bắc Kinh thực hiện bởi vì sách trắng quốc phòng Trung Quốc công bố ngày 24 tháng 7 năm 2019 thì trong đó coi Biển Đông là bộ phận lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc, và Trung Quốc tuyên bố bảo vệ chủ quyền của Biển Đông bằng mọi giá. Và đây là hình ảnh các bạn có thể tham khảo về cuốn sách trắng này do đã được phía Trung Quốc đưa ra vào ngày 24 tháng 7 vừa qua. Và trong cuốn sách trắng này thì ghi rất rõ những cái nội dung đó mà trong nước đã không đăng tải một cách đầy đủ và chi tiết. Và các bạn cũng có thể tham khảo những thông tin như vậy trên những cái trang truyền thông của quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, cũng như là những cái trang độc lập khác, thời báo hoặc là những cái nhà báo hoặc blogger nước ở nước ngoài. Và cuốn sách trắng này rất nguy hiểm ở chỗ là nó là cái chủ trương xuyên suốt từ trước đến nay của Trung Quốc, ngay cả từ những cái năm mà họ tìm mọi cách họ thao túng và thâu tóm cái vùng chủ quyền biển đảo của Việt Nam từ năm 1974, khi họ đánh chiếm cái vùng biển Hoàng Sa đang thuộc sự quản lý của quân đội Việt Nam Cộng Hòa lúc đó. Và sau này thì đến năm 1988 thì họ lại một lần nữa tấn công Việt Nam ở đảo Cạc Ma và giết chết 64 chiến sĩ hải quân quân đội nhân dân Việt Nam ở đây. Và bởi vì Trung Quốc luôn luôn họ phô trương cái lực lượng hải quân của họ ngày càng mạnh mẽ và họ đầu tư rất nhiều cho cái việc đưa tàu ra tuần tra ngoài những cái vùng biên giới bờ biển của mà họ cho rằng là đường chín đoạn họ vẽ ra là của họ. Cho nên những chiếc tàu hải quân này thường xuyên hoạt động với tần suất rất ngày càng cao, cũng như họ đã tập trung và tập trận liên tục trong thời gian căng thẳng vừa qua. Và ngay cả trong thời gian này thì những cái cảnh báo tập trận tại Biển Đông vẫn tiếp tục được Trung Quốc đưa ra, và điều đó gây tác hại rất lớn đến việc hoạt động tự do hàng hải cũng như hoạt động đánh bắt cá của bà con ngư dân của Việt Nam khi đến những vùng này và có thể bị tàu Trung Quốc bắn chìm nếu không được biết trước. Và trước đây vừa năm các bạn cũng đã biết thời gian Hải Dương 981 đã đưa cái giàn khoan 981 ra đến Biển Đông để
khoan dầu và cái tạo ra một cái làn sóng biểu tình phản đối rất mạnh mẽ tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều người Việt Nam sau đó đã bị bắt giữ và dường như chính quyền Việt Nam không muốn có những cuộc biểu tình như vậy để phản đối Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc trong thời gian vừa qua gần đây nhất thì không có một cuộc biểu tình, gần như không có cuộc biểu tình nào lớn xảy ra ở Việt Nam khi mà tàu Hải Dương 8 tiếp tục đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Chính vì vậy mà có khả năng Trung Quốc đã nhìn nhận Việt Nam dường như là chấp nhận cái việc đó, cho nên họ tiếp tục đưa tàu vào để khảo sát trong cái thềm đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và hình ảnh mà những cái chiến sĩ hải quân Việt Nam đã hy sinh, 64 người đã bị Trung Quốc bắn chết trên đảo Gạc Ma này, đã được quân đội Trung Quốc truyền tải rất rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của họ để họ tuyên truyền cho cái sức mạnh hải quân của họ. Chính vì vậy mà cái việc mà Việt Nam cần phải có những cái hoạt động và cần phải có những cái đối sách hợp lý thì mới có thể giữ được cái chủ quyền biển đảo của mình. Bởi vì khi hải quân Việt Nam đứng một mình đơn lẻ thì không thể nào có thể chiến thắng được Trung Quốc, bởi vì họ có số lượng tàu rất lớn, cũng như là có số lượng trang bị vũ khí cũng mạnh mẽ. Và nó bản thân Trung Quốc là một nước sản xuất vũ khí và xuất khẩu vũ khí đi khắp nơi. Điều đó thì Việt Nam cũng đã biết. Và Việt Nam gần đây các bạn cũng đã thấy rút được những cái bài học từ năm 1979, năm 1988. Thì gần đây Việt Nam liên tục tham gia thảo luận với phía Mỹ về nhiều cái vấn đề, và đặc biệt là những cái vấn đề về hàng hải, vấn đề về Biển Đông, và mong muốn Mỹ ủng hộ Việt Nam. Và quả thật thì các bạn cũng đã biết, trong cả cái quá trình nhiều tháng vừa qua thì những cái nước xã hội chủ nghĩa anh em như Lào, Cuba, Bắc Triều Tiên thì không hề lên tiếng, ngay cả Venezuela cũng không lên tiếng ủng hộ Việt Nam một dòng nào để lên tiếng ủng hộ Việt Nam khi Việt Nam bị Trung Quốc xâm phạm chủ quyền. Nhưng chỉ có những nước như Mỹ, châu Âu, Anh, Pháp là họ đã thể hiện rất rõ ràng cái thái độ và họ đưa ra cái phát ngôn ủng hộ Việt Nam cũng như là phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Và điều đó là một cái sự nhắc nhở của Việt Nam cần phải quan hệ tốt hơn nữa với phía Mỹ và Tây Âu thì mới có thể giữ được biển đảo. Và đây là hình ảnh mà gần đây nhất các bạn thấy là theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Cường đã thăm Hoa Kỳ vào chiều ngày 14 tháng 8 vừa qua, tức là sau có một ngày khi tàu Hải Dương 8 đi trở lại vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ông sẽ cùng với đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc gặp gỡ các quan chức ngoại giao nước chủ nhà. Trong đó, ông có ông David Stilwell, trợ lý ngoại trưởng đặc trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương. Thì đây là hình ảnh của ông trợ lý ngoại trưởng đặc trách các vấn đề của Đông Á. Và cái điều này hết sức quan trọng đối với Việt Nam, bởi vì khi mà Việt Nam hợp tác với phía Mỹ thì họ cần phải có những cái thái độ rất rõ ràng và không thể nào đi nước đôi như trước nữa, không thể nào hợp tác với Mỹ nhưng lại muốn làm vừa lòng Trung Quốc cả. Bởi vì Trung Quốc hiện nay là một cái nơi mà họ đã thể hiện cái sự bá quyền khắp nơi trên thế giới, và gần đây nhất, mà thời gian gần đây nhất đấy là Hồng Kông. Và với những cái việc mà cái nhà cầm quyền Trung Quốc đã có những cái động thái dường như là đàn áp những cái người biểu tình tại Hồng Kông và đã đánh đập họ rất dã man. Và hiện nay quân đội Trung Quốc cũng đang áp sát cái biên giới, sát biên giới với Hồng Kông, có nghĩa là ở Thẩm Quyến, thì từ đó đến Hồng Kông chỉ có 7 cây số. Vậy thì chúng ta không thể thụ động đợi và hy vọng là Trung Quốc sẽ không đụng đến Việt Nam, mà phải chủ động hợp tác với cả những cái nước văn minh như Mỹ. Và chính vì vậy mà Mỹ đã bàn giao 6 xuồng tuần tra Meta Shark cho Việt Nam để có thể bảo vệ thêm phần cái bảo vệ cái vùng bờ biển chủ quyền của mình trong thời gian qua. Và các bạn phải biết rằng một nước như Mỹ, cựu thù của Việt Nam, mà họ đã tặng những cái xuồng như thế này và đã đưa tàu sân bay vào Đà Nẵng và hợp tác rất nhiều về quốc phòng và lên tiếng chính thức trên các trang truyền thông quốc tế, cũng như Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ Quốc phòng Mỹ đã lên tiếng và đến thăm Việt Nam rất nhiều lần, thì đây không phải là một cái chuyện đơn giản, và đây là cái tín hiệu rất tốt cho Việt Nam càng ngày càng gần gũi hơn với Mỹ. Và cái lệnh dỡ bỏ cấm vận vũ khí sát thương của Mỹ đối với Việt Nam đã giúp cho Việt Nam có thể dễ dàng hơn trong việc tiếp cận những vũ khí hiện đại của Mỹ và các phương Tây. Bởi vì có một điều mà ai cũng hiểu, đó là khi Việt Nam vẫn sử dụng những cái trang thiết bị vũ khí của các nước sau chủ nghĩa cũ như của Liên Xô trước và của Nga bây giờ, thì những cái tương đồng với vũ khí Trung Quốc là rất lớn. Và Trung Quốc là một cái nhà nghiên cứu ăn cắp công nghệ rất mạnh,
và họ sản xuất vũ khí này copy rất nhanh và họ bán cho các nước rất rẻ, thì cái những công nghệ đó sẽ bị Trung Quốc tìm hiểu và lợi dụng. Và bất cứ lúc nào khi Việt Nam đưa những chiếc máy bay, đưa những chiếc tàu, đưa bắn những quả tên lửa ra ngoài để chống Trung Quốc, thì đương nhiên Trung Quốc đã biết trước rồi và họ có thể vô hiệu hóa những cái quả tên lửa, những cái tàu hoặc là những máy bay đó. Và chính vì vậy mà gần đây các bạn cũng thấy rất rõ là những chiếc máy bay của Nga cung cấp cho Việt Nam khi bay ra gần Biển Đông thì bị rơi xuống. Bởi vì cái điều mà rất đơn giản là Trung Quốc có bộ phận là chiến tranh điện tử, họ đặt ở những cái đảo, ở những cái tàu gần đó, thì từ xa họ có thể phát động cái chiến tranh này. Và những cái vũ khí, những cái thiết bị đo đạc trên những chiếc máy bay như MiG của Nga, hoặc là những cái chiếc máy bay tuần tra, hoặc là những tàu tuần tra khác, có thể bị nhiễu sóng và nó không nhận ra được những cái cự ly, những cái khoảng cách đúng, và tự nhiên sẽ trở thành một cái tai nạn nào đó mà không thể xác định được. Thì đây là cái điều mà Bộ Quốc phòng Việt Nam nên xem xét và tìm hiểu kỹ hơn để có thể thay thế dần những cái loại trang thiết bị vũ khí tương đồng với Trung Quốc. Thì có như vậy thì Việt Nam mới có thể chiến thắng Trung Quốc trong thời gian tới, cũng như bảo vệ vững chắc chủ quyền ở biển đảo của Việt Nam hơn. Vâng, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de. Và ngày hôm nay chúng tôi xin tạm dừng chương trình ở đây. Và các bạn hãy để lại những bình luận sau chương trình này để chúng tôi có thể cung cấp cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất, để các bạn có kịp thời nắm bắt tình hình thời sự thực tế đang diễn ra trên thế giới và tại Việt Nam. Chào các bạn.